còn nó xô nó làm gớm rồi á. Dài à, không cởi quân thần gì hết á, nằm im ý. Ta chiếu đây là năm con chó Phú Quốc Lai với bạch rê mà hôm bữa mình đỡ đẻ anh em quay gặp. Đây là em này, em đỡ đầu tiên nè, bữa nay em mở mắt nè, lần đầu tiên mở mắt nè. Chó con nó dễ thương nhất là khúc này nè, cực kỳ cute đó. Phú Quốc dện đẹp lắm đó. Con này á sấy của nó con nó, voi nữa. Nó không có đều, con voi chứ không phải con mèo. Nó không có đều, sấy nó không có đều thấy không, sấy này nó sấy đen thôi. Đây là con nhất nè, con này chó cái con này hả? Không, cái con mà móng con này cũng chó cái nè. Đẹp. Con này thương đẹp gì? Ờ nha. Ừ. Cái con bự á, con có cái móng đỏ. À. Thích cái con đó. Nó giống như con heo con chó. Để cho anh em coi con này sấy được nha. Đây con nó sấy nhiều đó. Sấy nhiều, con này sấy nhiều không bằng con kia. Đây, con này có móng một móng rồi nè. Một móng hồng nè. Là cái móng đỏ lì lắm, mới mở mắt ỏ dữ luôn này. Nè con này sấy nhiều nè, hai con cuối cùng sấy nhiều, sấy anh em ha, sấy giống cha nó, sấy dựng luôn á, sấy mà sấy dựng luôn á, anh em thấy rõ không? Sấy dựng, dựng. Còn em mẹ em út nè, em út là nhỏ nhất nè, sấy nè. Ngoài sấy hả? Sấy không? Sấy đẹp nhất luôn. Sấy quá trời. Sấy quá trời, sấy nè. Nó dện á, nó màu dện của ba nó dện vàng đỏ giống như con hổ vậy. Ba nó trên lầu á, không quay. Nhỏ nuôi chắc nuôi ở nhà dưới kia một con, nhà trên đây con thôi, là vẫn còn ba con. Rồi đặc biệt là con chó đực ba nó là mình đã triệt sản rồi, tại vì mình thấy mỗi lần đẻ tội quá, để nó nheo nhúc quá, mình định là lai thêm một lứa nữa mà thôi, triệt sản ba nó, tại mình không có nhu cầu anh em, kiểu như mình không có nhu cầu nuôi để chó đẻ, một lần chó đẻ nó mệt lắm anh em, mệt mình mà mệt con chó đó, mình thấy tội quá, mình triệt sản ba nó. Ba nó thì anh em biết rồi, giờ đẹp lắm, sấy đẹp không? Thì mình muốn like thử cho biết anh em, mà like cực kỳ tốn kém à. Một con Phú Quốc thuần mà anh em mua thuần chủng á, mình mua giống á, là thuần để sinh sản chứ không phải là mua giống mà không thuần anh em. Thường chó Phú Quốc là bình thường là chỉ 1-2 triệu thôi là chó con. Hồi đó mình mua chó con đó là 6,5 triệu đúng không? 6,5 triệu là giống thuần luôn á. Thuần đa số cái chó mà mình mua á, chó đó mình mua là người ta mua về để người ta sinh sản để người ta bán á, mà mình mua chỉ để chơi, mình sinh sản nó một lần thôi, để mình like thôi, mình thích like cái dòng này lâu lắm rồi, mình không thích tại vì cái con Phú Quốc á là nó cái hiệu lệnh nó rất là kém. Nhưng mà cái con Bạch Rê này nè, Bạch Rê Lai này nè, hiệu lệnh nghe hiệu lệnh nó rất là giỏi. Dù anh em dạy nó vô chuồng, dạy nó đi vô đi ra, đi lên lầu là nó hiểu. Còn con Phú Quốc á nó hiểu chậm đó anh em. Mình dạy nó 10 thì nó hiểu 1 thôi, nó vẫn biết đi vô chuồng. Trời ơi, lì rồi, trời ơi, quậy rồi. Trời ơi, mới nhỏ. Con này liền nè, con này Bi thích ha. Mới mở mắt đó anh em, mà cái gì hả? Thì mình giữ hai con thôi, vẫn còn 3 con. Tốn công tốn sức đó anh em, để lai ra được mấy con này tốn công tốn sức. Là mình muốn một con chó nó có bản chất là đi săn, vừa bản chất là săn giống như con Phú Quốc, mà vừa nó phải nghe hiệu lệnh nữa, thì mình thử mình lai hai giống này ra. Anh em thấy không, tố chất của nó là có từ nhỏ luôn à. Đó. Cái con này nè, được bạn mình nó lai giữa Phú Quốc, giữa Bạch Rơ với lại con chó nghiệp vụ, nó ra con này, rồi mình mới xin bạn mình con này. Con này thì bạn mình chỉ lấy thức ăn thôi anh em. Cái con này là bạn mình chỉ lấy thức ăn thôi, thức ăn cho mẹ nó, mua mấy bao thức ăn thôi, chứ bạn mình không lấy tiền, chỉ có Phú Quốc là mình mới tốn kém thôi. Vài bữa nào má biết đi á, mình phải quay cho anh em coi tiếp. Giờ nó chưa biết đi anh em, nó biết đi là nó sẽ còn dễ thương hơn nữa, phải quay anh em coi tiếp. Đó, sọc đúng đã luôn.
này là dện, vậy bữa nó ra dện kiểu bạc rê á nè, dện kiểu bạc rê á, nó đẹp lắm. Con nào cũng đẹp, chị biết con để con nào cũng cho con nào. Con nào cũng đẹp hết. Con này giống như con gấu vậy, đang bồng nè, y như con gấu, con đặt nó lên gấu. Gấu đó là nửa tháng. Ờ, nửa tháng à. Này nó giống như con gấu vậy đó nè. Nửa tháng nó biết rồi đi mà mẹ ta. À. À như con gấu. Nó nửa tháng rồi mà nó. Ba con vợn là ba con vợn giống cha là chó đực, còn hai con này giống mẹ là chó cái. Nhưng mà nó vẫn có gen là vẫn có sọc nè. Thấy không? Nó vẫn hưởng cái gen là sống. Vậy là cái gen mà sống lưng á là cái gen chọi của ông ba nó. Tự nhiên chia sẻ đó, muốn hết dễ nữa. Vậy thôi đủ nuôi được rồi, ba con. Có ông bên giữ xe ông xin con. Mà không biết có cho hay không nữa. Bên ông giữ xe hay không? Để hai con đực và con cái nữa. Con cho hai con đi cho thấy đẹp nhưng mà lần lần đó hết. Ở trục trần bị đá rồi, bị đá. Mà Mỹ là thấy là á. Để hai con đực và con cái. Hai con đực và con cái. Để bà này nè, bà lớn nè. Đó, bà về. Bà đem đi cho bà. Bà này giữ nhà thôi chứ. Đó, mấy con này là giữ nhà số 1 anh em. Mình lựa chọn những cái gen trội á. Nói chung là kể cả chơi chó hay chơi xe gì đó mình cũng phải tìm hiểu kỹ anh em. Nên đi qua đi với ta. Nó lựa nó sẽ xô. Ừ, nó qua nó vệ sinh đó. Đó chó mẹ bản năng. Sáng nào mẹ cũng lao á, chiều nào cũng lao. Quá tuyệt vời anh em. Tinh lắm. Đó. Thì ừ. Mình chơi cái gì mình phải tìm hiểu anh em. Lấy cái gen trội của mỗi con chó để mình lai ra một cái giống tốt nhất. Con nào cũng đành hết rồi, không biết cho nào. Đúng rồi, biết cho con nào hết. Nó ra mà lấy thì là mới nửa tháng rồi, thấy không? Nó mở mắt mà mắt nó chưa có rõ đâu. Nó còn mờ mờ. Nó mới mở mà nó kêu cái rõ sáng. Ok anh em, tại nhiều anh em kêu quay mấy con chó, mình quay cho anh em xem để đổi khẩu vị. Chứ bình thường quay xe nhiều rồi đó, quay cho anh em mà để đổi khẩu vị. Hồi xưa ở showroom cũ á, mình có lựm một con có tên Bưng đúng không? Con đó tên Bưng. Mà sao mình đổi showroom anh mình nuôi mất rồi. Đó, giờ qua con này show. Đi vô show. Đi cho con bú đi. Sợ chó. Rồi. Tấu lớn ra đây nè. Quậy luôn. Đi ra đây đừng á.